Lý Nhã Kỳ mặc đầm o ép ngực lớn tự nhiên dự sự kiện. Diễn viên Lý Nhã Kỳ diện váy ép chặt ngực khoe vòng một chưa qua dao kéo khi xem show của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, tối ngày 13 tháng 7. Trên thảm đỏ khai mạc tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Lý Nhã Kỳ mặc váy đuôi cá của Lê Thanh Hòa. Phần thân trên lấy cảm hứng từ áo corset ép chặt vòng một của nữ diễn viên. Dù hở bạo, trang phục của lãnh sự danh dự Romania tại thành phố Hồ Chí Minh được khen không hớ hên nhờ cách xử lý khéo léo của nhà thiết kế. Nhà thiết kế cho biết anh và ekip may gấp bộ cánh này trong một ngày cho Lý Nhã Kỳ. Sức hút nữ tính Á Đông tinh tế, có chút kiêu kỳ. Do đó tôi cố gắng cân bằng giữa sự quyến rũ và sang trọng, tính toán kỹ lưỡng với mỗi đường cắt may để tạo ra độ ôm, đường cắt sẽ hoàn hảo nhất cho trang phục, anh nói. Lý Nhã Kỳ cho biết ngực cô hoàn toàn tự nhiên. Cô nói mình mặc gì cũng gây chú ý vì có vòng một lớn, kể cả khi diện đồ kính bưng. Diễn viên tự tin với nhan sắc tươi trẻ, gợi cảm ở tuổi 41. Cô duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cân bằng và chăm tập thể dục, thể thao để giữ hình thể săn chắc, nhan sắc trẻ trung. Mỹ nhân 41 tuổi đeo vòng cổ ngọc trai, xách túi ché nồ tạo điểm nhấn. Cô luôn chuẩn bị trang phục, trang điểm kỹ lưỡng khi đi sự kiện. Lý Nhã Kỳ nói cô có trân trọng tài năng của Lê Thanh Hòa, thân thiết với anh 10 năm qua nên dù bận rộn vẫn dành thời gian tới dự show. Năm 2022, khi dự liên hoan phim Cannes ở Pháp, Lý Nhã Kỳ từng nhận nhiều lời khen về sắc vóc khi diện những bộ cánh do Lê Thanh Hòa thiết kế riêng. Lý Nhã Kỳ nhớ không khí sự kiện sau thời gian chuyên tâm kinh doanh. Cô vui khi hội ngộ các đàn em như Tú Hảo, Miu. Lý Nhã Kỳ chăm chú theo dõi màn trình diễn của các người mẫu trên sàn runway. Cô khen các thiết kế mới của Lê Thanh Hòa đậm chất thời trang, mang tính ứng dụng cao. Thời gian qua, Lý Nhã Kỳ bị đồn giải nghệ nhưng cô phủ nhận. Người đẹp cho biết đang tập trung phát triển một số dự án kinh doanh nên dành thời gian vào lĩnh vực khác nhiều hơn công việc nghệ thuật. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rút khỏi showbiz, cô nói. Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, từng ghi dấu ấn với các phim Kiều Nữ và Đại Gia, Mùa Hè Lạnh, Gió Nghịch Mùa. Năm 2011, cô trở thành đại sứ du lịch đầu tiên của Việt Nam. Cô hiện đảm nhận cương vị đại sứ du lịch tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Từ năm 2018 đến nay, Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm lãnh sự danh dự của Romania tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.